Xin chào mọi người. Livestream này Liên sẽ nói về bốn phong cách gắn bó hen. Hy vọng mọi người theo dõi mà thấy hấp dẫn thì hãy chia sẻ thác lên tường nhà bạn bè của mình. Và trong khi chờ đợi mọi người tham gia thì Liên xin được thông báo là lớp học trí tuệ cảm xúc sẽ đổi giờ sáng thứ bảy chủ nhật 26-27 tháng Giêng qua tối thứ năm, thứ sáu, thứ bảy chủ nhật ha. Tại vì sáng thứ bảy chủ nhật Liên thấy ít người đăng ký quá, mà buổi tối chắc nhiều người đăng ký hơn hen. Bữa giờ Liên nói rất nhiều về khóa học này rồi thì chắc mọi người cũng hiểu là đây là một cái khóa học dành cho bất kỳ ai mà muốn có cuộc sống hạnh phúc hơn, công việc ổn định hơn, các mối quan hệ tốt đẹp hơn thì sẽ rất cần thiết cho khóa học này. Khóa học này không nói về dạy con mà nói về dạy chính mình cho nên ai có con 16 tuổi trở lên thì có thể đăng ký cho con mình tham gia khóa học này. Lần vừa rồi có một bạn 18 tuổi tham gia đó thì thấy là bạn đó rất là thích thú, và thấy rõ là tuổi càng trẻ thì càng dễ thay đổi, càng dễ thích nghi, càng dễ học hỏi và càng áp dụng được những cái này có lợi hơn rất nhiều ha. Vậy thì ai muốn tham gia lớp trí tuệ cảm xúc thì xin hãy đăng ký trên trang nhà trần.thi.ailien.vn hoặc là gọi hotline 0906667734. Còn những người đã đăng ký rồi thì làm ơn chuyển khoản lẹ lẹ lên, tại vì gần tới ngày học rồi hen. Cả ngàn người đăng ký mà mới có mấy người chuyển khoản thôi, làm ơn chuyển khoản giùm. Ok, và bây giờ mình, và ai muốn tham gia chương trình gia đình hồn nhiên ngày Tết ta, Tết Nguyên Đán thì làm ơn lên tiếng, Liên sẽ cố gắng tổ chức hen. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái livestream nói về bốn phong cách gắn bó. Có bao giờ quý vị để ý là người chồng hay người vợ của mình á, kỳ lạ lắm, giống như là muốn né tránh mình á ha. Mình nói chuyện thì là cứ tập trung vô cái phone, không nói chuyện với mình. Hay là mình rủ đi đâu chơi thì cũng đi, nhưng mà mình thấy giống như là cái thân ở đó nhưng cái tâm ở đâu á, cái hồn ở đâu á, đúng không? Và đó là một trường hợp. Trường hợp ngược lại thì mình có một người chồng hay người vợ á, là họ bám mình như là con đĩa đi đâu cũng đòi đi theo á, đi đâu cũng làm đòi chung á, mà mình đi riêng là người đó giận ha. Rồi mình đi làm á, một ngày gọi điện thoại cho mình mấy lần, hỏi đang ở đâu, đang làm gì, giống như là điều tra tội phạm vậy đó. Ok, thì đó là một trường hợp thứ hai. Và một trường hợp thứ ba là một người bình thường, họ cũng chồng hoặc vợ hoặc người yêu mình, thì có khi thì mình làm việc chung, có khi mình đi chơi chung, nhưng mà cũng có khi mình làm việc riêng, có khi mình đi chơi riêng, mà hẹn nhau là hôm nay em sẽ đi chơi với bạn em, thì ông chồng ông cũng ổn, không sao hết. Và bữa khác ông chồng hoặc là vợ mình hẹn đi, chồng mình hẹn đi chơi với ai khác mình cũng ổn. Thì đó là một trường hợp thứ ba. Và trường hợp thứ tư là quý vị có để ý là ví dụ như là chồng hoặc vợ mình hay người yêu mình á, thì có khi thì là giống như là né tránh mình vậy đó, nhưng khi khác thì bám mình như đĩa. Thì đó là bốn cái trường hợp thường gặp. Ai là trường hợp thứ nhất, có vẻ như né tránh, thì hãy comment, hãy comment đi chứ, cho vui chứ, phải có tương tác mới vui chứ, phải không? Trường hợp thứ hai là bám như đĩa, và trường hợp thứ ba thì là khi cần thì là cũng làm chung, mà khi không cần thì cứ làm riêng không sao cả. Và trường hợp thứ tư là khi thì bám như đĩa, khi thì né tránh, phải không? Ai có chồng vợ một trong hai ba bốn trường hợp đó thì xin hãy comment. Và trong khi chờ đợi quý vị comment thì Liên xin dành thời gian để chào hỏi những người đang theo dõi ha. Xin chào Lâm Vũ, xin chào Hòn Đá Thô, xin chào Hai Yuen, xin chào Hảo Bùi, xin chào Mantra Diệu Minh, xin chào Helen Nguyễn, và xin chào Mai Nguyễn, xin chào Nắng Thủy Tinh. Ok, có vài người comment rồi. Ok, xin chào, cảm ơn những người comment. Còn những người còn lại xin hãy comment tiếp đi ạ. Và bây giờ xin mời mọi người hãy share lên tường nhà của mình giùm Liên. Có 37 người đang theo dõi nè, xin hãy share lên tường nhà của mình để giúp Liên
được nhiều người biết tới đúng không? Ok, xin chào Trí Minh Trần. Ok, rồi vậy thì sự thật là vậy. Bốn phong cách gắn bó mà Liên vừa mới tả cho quý vị nghe chứ Liên chưa nói tên đó. Thật sự phong cách thứ nhất là né tránh, tiếng Anh nó gọi là avoidance. Xin lỗi, Liên đang lái xe cho nên Liên không có viết cái chữ ra được. Cái thứ hai là bám như đĩa đó, thì tiếng Anh nó gọi là anxious. Anxious tức là luôn luôn lo lắng. Và cái trường hợp thứ ba đó là bình thường thì nó gọi là secure, tức là cái cảm giác an toàn trong secure, phong cách secure tức là cảm giác, tức là phong cách an toàn và ổn định và khỏe mạnh. Và thứ tư là khi né tránh, khi bám như đĩa, thì cái đó nó là, nó gọi là anxious avoidance. Thì tại sao người ta có những cái phong cách như vậy trong mối quan hệ? Cái đó được giải thích bởi tâm lý học, và rất nhiều người đã giải thích rồi, chuyện này cũng không có gì là mới. Thì để hiểu rõ, quý vị có thể đọc cái quyển sách tên là Attach. Tiếng rất tiếc là nó không có tiếng Việt, chỉ có tiếng Anh thôi. Thì ai biết tiếng Anh thì có thể lên Amazon hay Kindle để tìm cái quyển sách, nó tên là Attached. Thì trong cái quyển sách đó nó có nói là người ta có làm một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ, là người ta cho một số đông những bà mẹ trẻ, thậm chí bà mẹ già nhưng có con nhỏ, con khoảng 1 tuổi rưỡi, 2 tuổi thôi, con dưới 3 tuổi, thì cái những người mẹ này ngồi chơi với con mình như bình thường vậy thôi. Rồi thì tới giờ thì là khi mà nhà nghiên cứu biểu là ra hiệu thì các người mẹ đã đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng và để lại những đứa trẻ ở đó. Thì một lát sau thì những người mẹ đó trở lại, thì người ta quan sát, người ta thấy rõ là có những đứa trẻ là mẹ vừa bỏ đi là nó khóc ầm ĩ, nó khóc khủng khiếp luôn. Nhưng có những đứa trẻ thì là nó khóc hồi thì là nó nín và nó vui vẻ bình thường và nó tự chơi vui vẻ. Nhưng có những đứa thì khóc hoài không nín, nhưng lại có những đứa là không hề phản ứng gì hết, như thể là cái chuyện mẹ nó bỏ đi không liên quan gì tới nó vậy. Thì rõ ràng là lúc này là nó chia làm ba nhóm. Và khi mẹ, người mẹ trở lại á, thì quý vị thấy là lúc người mẹ trở lại thì cũng sẽ như vậy, là cái đứa mà mẹ nó bỏ đi mà tỉnh bơ á, thì mẹ nó trở lại nó cũng tỉnh bơ như thế không có chuyện gì xảy ra vậy đó. Ok, và nó cũng chẳng chơi với mẹ nó chơi mình nó mẹ nói gì nói nó cũng tỉnh bơ vậy đó. Còn cái nhóm thứ hai là mẹ, lúc mà mẹ đi khóc á, thì khóc khủng khiếp lên, rồi trong suốt quá trình mẹ vắng nó cũng khóc khủng khiếp, nó không chịu nín. Và bây giờ mẹ trở lại thì nó giận mẹ và nó rất là hung hăng với mẹ, nó đánh, nó đạp, nó đá mẹ nó, hay là thậm chí là nó cũng không, có đứa thì không đánh không đạp không đá nhưng mà nó cũng khóc khủng khiếp. Còn cái nhóm mà khi mẹ đi nó khóc khủng khiếp rồi lát sau thì nó nín khóc và nó tự chơi vui vẻ, thì khi mẹ trở lại là nó rất mừng rỡ và nó sung sướng và nó ôm hung mẹ nó, rồi nó tỏ ra nó rất sung sướng khi có sự hiện diện của mẹ trở lại. Thì sau đó người ta lặp lại cái thí nghiệm này một lần nữa, người ta lại mời mẹ đi nữa thì mẹ trở lại. Thì người ta thấy là có thêm một cái trường hợp thứ tư, là có những đứa là hồi nãy mẹ đi thì nó tỉnh bơ nhưng không có chuyện gì vậy đó, nhưng bây giờ thì nó lại khóc dữ dội và không chịu nín, và mẹ trở lại thì là nó giận dữ hơn nữa. Thì rõ ràng trường hợp thứ tư nó là anxious avoidance. Thì người ta mới giải thích tại sao nó như vậy. Thì rõ ràng là cái người mà anxious là cái người luôn luôn lo lắng là họ, và cái người avoidance là cái người luôn luôn né tránh á, là thường nó xuất phát từ cái chuyện là cái đứa trẻ hồi nó bé xíu, nó dưới 3 tuổi và quan trọng nhất là mấy tháng đầu đời, một năm đầu đời á, những đứa trẻ mà dưới 3 tuổi hoặc dưới 1 tuổi á, nó có cái nhu cầu rất là rõ ràng và rất dễ thỏa mãn, nhu cầu chính đáng và nhu cầu, ví dụ như là nó có nhu cầu gì? Thứ nhất là nó có nhu cầu được ôm ấp, được vỗ về, được yêu thương, được hòa nhịp tình cảm. Thứ hai là nó có nhu cầu được được ăn, được ngủ, được ị, được sạch sẽ, được tắm rửa, phải không? Và cái quan trọng nhất là cái nhu cầu được chấp nhận, tức là nó làm gì nó cũng không bị la rầy hết á, nó làm gì nó cũng không bị đánh mắng hết á. Nhưng mà rõ ràng là những cái đứa trẻ dưới 3 tuổi này, khi mà nó không được thỏa mãn những nhu cầu đó, đó thì là nó sẽ, một là trở thành anxious, tức là bám như là đĩa đói, hoặc là avoidance, tức là không thèm quan tâm nữa, không để ý tới người khác nữa. Vì sao?
À, vì cái đứa mà nó thành ra là không quan tâm né tránh đó là vì nó bắt đầu nó nghĩ là ok, tôi có khóc bao nhiêu cũng chẳng được gì, thế là tôi không thèm khóc nữa. À, tôi có với bao nhiêu cũng chẳng ai thèm ngó, là tôi có re gào hét cũng chẳng ai thèm quan tâm, thôi tôi không thèm làm nữa. Và tôi tin rằng trên đời này không ai giúp tôi, phải không? Còn cái đứa mà và cái quan trọng nhất là cái đứa avoidance, thường là ví dụ như nó còn bị ba mẹ nó đánh mắng hay gì đó thì nó hiểu, nó còn nghĩ ra, nó còn có thêm một cái niềm tin nữa là cái người mà gần tôi nhất thì thường là cái người sẽ hại tôi, cho nên nó sẽ tránh né mọi người đó, nó cố gắng tránh xa mọi người tại vì càng gần thì càng nguy hiểm. Đó là cái niềm tin hồi tuổi nhỏ thơ nó đã hình thành trong đầu và lớn lên nó chỉ nằm trong tiềm thức và trong ý thức, mình không có biết được. Còn cái đứa anxious thì nó thấy rõ là thì anxious thì thường là cái đứa mà nó thường xuyên không được thỏa mãn nhu cầu chính đáng, nhưng mà lâu lâu cũng được lần á, thì là nó sẽ có một cái niềm tin là tôi phải gào khủng khiếp á, thì mới có người thèm nghe tôi phải hung hăng khủng khiếp thì có mới có người quan tâm tới tôi. Thì là lúc đó nó sẽ tìm mọi cách để nó hung hăng, nó gào thét và nó cố bám giữ lấy cái những cái niềm hy vọng mong manh của cái mối bất cứ một mối quan hệ nào. Vậy thì rõ ràng là quý vị thấy hay cái loại người mà anxious hay né tránh gì đó ở trong mẹ, nếu người đó là người yêu hay là vợ chồng của mình thì mình vô cùng khổ sở. Vì sao? Vì nếu mà mình có một người vợ chồng mà vợ hoặc chồng mà né tránh như vậy đó, thì mình sống với họ cũng giống như là mình sống với cái xác không hồn á. Và Liên đã từng gặp hoàn cảnh đó rồi, Liên hiểu sâu sắc cái chuyện này. Và khi mà mình có con với họ thì con mình nó giống như tiếng Anh nó gọi là emotional orphan. Orphan là mồ côi, emotional là về mặt tình cảm, tức là con mình nó bị mồ côi về mặt tình cảm, tức là bố nó hiện diện hay mẹ nó hiện diện nhưng mà như là cái bóng, như là cái xác vậy thôi, chứ còn không hề quan tâm gì tới nó, không hề lắng nghe, không hề tâm sự gì hết trơn á, cho nên là nó giống như là mồ côi về mặt tinh thần. Dạ sư Thanh Toàn, em đang ở Riverside, em đang lái xe trên freeway 91 đi về hướng Corona. Và Liên làm livestream này là vì Liên phải tranh thủ về tới nhà thì là Liên gặp ba mẹ Liên là Liên không có làm gì được hết á, cho nên Liên phải trên đường đi là Liên phải làm. Ok, thì rõ ràng là quý vị thấy là cái người mà avoidance, mà mình là vợ hay là chồng của họ thì khổ lắm, mà nếu mà người đó là cha hay là mẹ của mình lớn lên với một người đó thì là mình khổ vô cùng luôn. Là tại vì á, cái người đó họ cái người avoidance á, họ sẽ nếu mà họ là cha hay là mẹ, họ chẳng bao giờ thấy được cái nhu cầu của đứa trẻ đó. Vậy thì cái khả năng là nếu mà cha mẹ mình là avoidance thì mình cũng sẽ là trở thành là avoidance, và như vậy thì là nó là cái nỗi khổ truyền từ đời này qua đời khác mà không có ngừng lại được. Mai Dương nói là vừa lái xe vừa livestream nguy hiểm lắm. Không có nguy hiểm, vì sao? Thì cũng có một phần nhưng mà không có nhiều, là vì thứ nhất là ở Mỹ này cái đường làn đường nó mỗi xe đi đúng làn chứ không có được chạy làn lan quan, không có chạy qua chạy lại, cho nên không có ai lách vô mặt mình. Không như bên Việt Nam, nên không phải cần phải sợ, mình chỉ cần dừng lại đúng thôi, người ta dừng mình dừng là được. Và thứ hai là trên đường cao tốc thì nó không có đèn xanh đèn đỏ, thành ra nó cũng không có nguy hiểm lắm. Thứ ba nữa là đường nó đang kẹt cho nên chạy rào 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 chạy không có chạy nhanh, chứ nếu mà chạy nhanh 80 90 dặm giờ thì chắc không nên làm chuyện này. Hãy yên tâm, Liên cũng suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Mà xin cảm ơn Mai Dương có ý kiến thẳng thắn. Ok, thì trở lại với chương trình là cái chuyện mà avoidance này á, mà nếu mà người đó là bạn của mình á, thì mình cũng sẽ thấy là gặp gỡ họ, là đi ăn cơm tối với họ hay là đi chơi với họ, nó kỳ cục lắm, nó vô duyên lắm. Và quý vị thấy rõ ràng mình là người avoidance á, thì là mình sẽ vô cùng cô đơn. Tại vì sao? Vì mình đẩy người khác ra, mình né tránh người khác ra mà mình không có biết là mình làm như vậy, vì cái này nó là tiềm thức thúc đẩy mình làm chứ không phải là ý thức mình muốn làm. Cho nên những người avoidance sẽ là vô cùng cô đơn, và họ không hiểu tại sao là không ai thèm chơi với họ, họ không hiểu tại sao là không ai tới gần họ, họ không hiểu tại sao là không ai nói năng gì với họ. Là vì sao? Là vì tiềm thức của họ thúc đẩy họ né tránh người ta, cho nên những người xung quanh đâu có hiểu được điều đó đâu. Người ta tưởng là cái người này muốn né tránh cho nên người ta cũng tôn trọng, người ta né tránh, hoặc là người ta cảm thấy ngồi gần cái người này nó giống như là ngồi gần cái xác không hồn, người ta bực bội, người ta cũng chẳng thèm tới gần.
và cái người avoidance này họ không có biết họ như vậy, cho nên họ cô đơn khủng khiếp lắm hả. Và rồi ngược lại thì cái người anxious là gì, là cái người họ rất là sợ bị họ không có tin rằng trên đời này có người sẵn sàng giúp đỡ họ, không có tin là trên đời này có người gắn kết với họ, không tin là trên đời này có người sẽ cam kết với họ, cho nên là họ bám chặt. Và nếu mình là một mình có người chồng hay người vợ anxious thì khổ lắm, ghen bóng ghen gió ghen khủng khiếp. Và Liên đã từng có một cái ông bồ như vậy, Liên hiểu nó khổ tới mức nào. Và thậm chí là Liên còn nghe kể chuyện, tức là và đọc trong sách nhiều trường hợp lắm, tức là vợ một ngày gọi chồng mấy lần ha, hay chồng gọi tán nhắn tin cho vợ một ngày mấy lần và liên tục hỏi em có thương anh không, anh có thương em không, và cứ bắt người chồng hay người vợ mình là phải xác định xác nhận họ thương mình rồi ra rồi và cứ ghen bóng ghen gió riết. Rồi cái người chồng hay người vợ hay người yêu của cái người anxious đó, họ sợ luôn, họ bực bội, họ chịu không nổi, và cuối cùng là họ có nhiều rất nhiều trường hợp, đa số trường hợp là bỏ đi, và trước khi bỏ đi là gây gỗ hả. Thì là rõ ràng là cái người anxious đó, họ cũng rất là cô đơn, họ bám lấy ai là họ bám tới mức người ta chịu không nổi, và cuối cùng là người ta đành phải tự vệ bằng cách là người ta tránh xa hay là người ta bỏ đi hay là vân vân. Và cái người anxious là họ luôn luôn cảm thấy là ủa tại sao ai cũng bỏ mình đi hết, tại sao ai cũng tránh mình vậy, trong khi đó mình làm tất cả mọi thứ cho người ta hài lòng mà sao người ta cứ tránh mình. Là vì cái việc họ làm cũng là bị thúc đẩy bởi tiềm thức chứ không phải ý thức, cho nên á họ không có biết là họ làm những cái hành động nó khủng khiếp tới cái mức mà người ta chịu không nổi. Thành ra quý vị thấy khi mà một người cha hay người mẹ mà thuộc hạng anxious á thì cái đứa con nó khổ lắm luôn. Cái đứa con nó khổ lắm tại vì đứa con nó cái đứa con nó bị, nó gọi tiếng Anh nó gọi là objectified, tức là cái đứa con nó trở thành công cụ để thỏa mãn cái nhu cầu gắn bó và tình cảm một cách bệnh hoạn của cha mẹ. Cho nên là cái đứa nhỏ nó sẽ phải làm sao, cái người hồi nó nhỏ thì mẹ nó ôm nó xuống khung tới riết mà nó chịu không khấu luôn, hoặc là tắm cho nó riết, rồi khi mà nó hơi lớn một xíu là bắt đầu là kiểm soát cuộc đời nó, nghĩa là một cách vô cùng khủng khiếp, tức là ăn cũng thắc mắc, ngủ cũng thắc mắc, chơi cũng thắc mắc, nghĩa là từng ly từng tí một, nghĩa là đứa nhỏ nó giống như là nó bị mẹ nó ngó chặt chẽ vậy đó, kiểm soát từng ly từng tí một. Hay là ba nó, rồi tới hồi mà cái đứa trẻ này nó lớn lên nó thì là cái người cha người mẹ mà thuộc hạng anxious á là sẽ làm những cái trò như là không cho con mình lớn, tức là không tôn trọng quyền riêng tư của con, rồi đọc lén nhật ký của con, rồi lục lọi đồ của con, rồi hỏi han về bạn bè của con, rồi trời ơi đủ thứ chuyện. Thì quý vị thấy là khi mà mình là con của một cái người anxious nó khổ lắm, mà bản thân mình mà là người anxious nó cũng khổ lắm. Thành ra là cái chuyện mà cha mẹ mà anxious thì con cái nó cũng gần như bảo đảm nó trở thành anxious, và cái nỗi khổ truyền đời nữa sẽ truyền từ đời này qua đời khác. Và bây giờ cái chuyện mà secure style, tức là cái phong cách mà secure đó là cái phong cách mà ổn định á, cái phong cách mà an toàn á, là cái người mà họ thường, cái người mà có được điều đó là vì sao? Vì hồi nhỏ những cái nhu cầu chính đáng họ được thỏa mãn. Khi họ cần ăn là có người tới cho họ ăn, khi họ cần ngủ là họ được phép ngủ, không ai phá, không ai bắt dựng họ dậy. Rồi họ thường xuyên được ôm ấp, vỗ về, khóc thì có người dỗ. Rồi không bị bỏ rơi hay là nói chung là những nhu cầu được lắng nghe, được chấp nhận và không bị la rầy một cách quá đáng, không bị soi mói, không bị la mắng hồi còn nhỏ, thì là lớn lên nó sẽ rất là secure, nó rất là an toàn. Vì vậy cho nên là khi mà mình có một người chồng, người vợ hay người yêu mà secure đó, thì là mình sẽ có một cuộc đời rất là êm ái, tức là khi mình cần họ là họ có mặt ngay, còn khi mình muốn được riêng tư thì họ tôn trọng sự riêng tư của mình, họ không có can thiệp, họ không có tiếng Anh nó gọi là intrusive hay invaded, tức là họ không có xâm lấn cái không gian cá nhân của mình, họ không có xâm lấn khi mà mình muốn được yên tĩnh thì mình muốn được ở một mình ha. Thì là quý vị thấy là cái người mà secure đó thì nó sẽ giúp cho cái mối quan hệ nó dễ dàng hơn rất nhiều. Và cái vì vậy cho nên là nếu mà mình thuộc hạng anxious hay avoidance thì mình
có lẽ cần phải tìm cái người secure thì may ra mới có được một mối quan hệ lâu bền. Còn nếu mà mình thuộc hạng anxious mà mình tìm avoidance thì chết rồi, hai người sẽ là tạo ra một cái địa ngục trần gian cho nhau. Còn nếu người hai người anxious với nhau á thì cũng có thể được, nhưng mà cái đó tiếng Anh nó gọi là codependence, tức là hai người này á là ban đầu thì cảm thấy được thỏa mãn nhu cầu của nhau, nhưng mà cuối cùng đó, rồi cũng sẽ cảm thấy là nó dẫn tới một cái trường hợp nó cực đoan, càng ngày nó càng cực đoan lên thì là cũng đi tới tan vỡ. Cho nên là cái mà chúng ta cần phải sáng suốt á là mình không có muốn cho con mình khổ thì mình cần phải giải quyết cái chuyện của mình. Nếu mình thuộc hạng anxious hoặc avoidance, hoặc là thuộc hạng anxious avoidance á, thì mình phải biết tìm cách để giải quyết cái vấn đề của mình. Nếu mà mình tự quan sát mình là cái chuyện vô cùng quan trọng. Thì trong lớp trí tuệ cảm xúc mình cũng nói nhiều về cái chuyện là tự quan sát mình, tự quan sát tâm tư, tình cảm, lời nói, hành vi của mình. Và đôi khi mình tự quan sát mình cũng không có thấy, thì mình phải tìm một cái người bạn mà mình tin tưởng. Mình tin rằng cái người này sẽ không bao giờ nói láo với mình, người này sẽ thẳng thắn với mình, nhưng mà không thẳng thắn tới mức mà làm mình tổn thương. Phải không? Quý vị thấy có rất nhiều người họ thẳng thắn nhưng mà các cách nói chuyện thẳng thắn của mình làm mình tổn thương. Thì mình phải tìm cái người mà họ thẳng thắn nhưng họ biết cách nói chuyện làm mình không tổn thương. Thì mình nhờ họ quan sát hành vi và lời nói của mình để thấy coi là mình thuộc hạng anxious hay là avoidance, tức là thuộc hạng đĩa bám hay thuộc hạng né tránh, hoặc mình thuộc hạng vừa đĩa bám vừa né tránh, khi thì đĩa bám khi thì né tránh. Thì khi mà họ báo cho mình biết như vậy thì cái việc mình cần phải làm là, một là mình đi gặp bác sĩ tâm lý, hai là mình phải biết tự chăm sóc bản thân, ba là phải biết điều chỉnh hành vi, đúng không ạ? Thì trong cái lớp trí tuệ cảm xúc của mình nói rất nhiều về những cái chuyện mà tự vấn, tự quan sát, tự chăm sóc tình cảm và nhu cầu cho bản thân. Thì đương nhiên là chờ quý vị nào mà muốn biết rõ thêm thì có thể tham gia lớp trí tuệ cảm xúc. Còn ở đây mà nói hết những cái đó ra thì đâu còn cách nào để Aileen này kiếm tiền sống, đúng không? Chính xác là vậy. Có gì để giấu nhau đâu. Thật ra không phải, ở đây mà nói ra đó thì dễ bị hiểu lầm lắm. Cho nên là khi mà trong lớp học á, khi mình nói rồi trong lớp học mình nói ra lý thuyết xong á, thì sẽ có những câu hỏi của học viên. Thì lúc đó từ câu hỏi mình trả lời á, từ cái tương tác qua lại mới, người ta mới hiểu rõ vấn đề, người ta mới làm đúng được. Còn đây mà nói bậy bạ thì nghe qua có vẻ hay, làm sai nhiều lắm. Cho nên đó là lý do tại sao mình không có nói. Tại vì khi mà quý vị làm cái việc mà chăm sóc tình cảm cá nhân á, thường nó hay bị lầm lẫn giữa cái việc là né tránh tình cảm cá nhân, trốn chạy tình cảm cá nhân đó. Và khi lầm lẫn như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Vì vậy cho nên Liên không có nói ở đây, mà Liên chỉ nói trong lớp để mà qua những cái tương tác của học viên đó, quý vị hiểu rõ cái sự khác biệt giữa né tránh tình cảm cá nhân và chăm sóc tình cảm cá nhân. Nó là một cái biên giới rất mong manh, và làm đúng đó, thì nó giúp mình, mà làm sai thì nó hại mình. Vậy thì để cho việc đầu tiên là quý vị phải giải quyết cái chuyện nếu mà mình là anxious hay là avoidance, hay là mình là anxious avoidance, để mà mình không có trở thành cái người cha mẹ kỳ cục đó với con mình, để mà mình không có trở thành cái người vợ hay người chồng kỳ cục đó, và từ đó gia đình mình hạnh phúc thì con cái mình nó mới hạnh phúc được. Quý vị hãy tưởng tượng nếu mà cha mẹ mà cứ suốt ngày gây gổ thì cái đứa trẻ nó đâu có còn cảm thấy bình an trong gia đình nữa. Mà khi mà cha mẹ gây gổ thì tâm trí đâu mà mình quan tâm tới con nữa, phải không? Thì là mình không quan tâm được với con thì con mình nó sẽ có nguy cơ trở thành anxious avoidance, hoặc là anxious, đúng không? Vậy thì cái quan trọng là để tránh được cái nỗi khổ truyền đời này, thứ nhất quý vị phải giải quyết cái chuyện nếu mình là anxious hay avoidance. Thứ hai, hồi nãy có nói cái cách làm rồi. Thứ hai là quý vị phải biết thỏa mãn nhu cầu chính đáng của con quý vị. Đó là những nhu cầu gì thì hồi nãy trong cái livestream hồi nãy có nói rồi. Ai hồi nãy vô trễ thì nghe lại từ đầu đi ha. Và thứ ba là những quý vị không kìm nén được cơn giận của mình thì là cần phải giải quyết cái chuyện đó. Thứ tư nữa là mình phải nhận ra được chồng hay vợ mình là anxious hay avoidance, hay là anxious avoidance, để mà mình giải quyết cái chuyện mối quan hệ vợ chồng mình cho nó ổn thỏa, thì con mình nó không có bị trở thành nạn nhân.
đúng không? Thì Liên hy vọng là cái livestream này nó mang lại cho quý vị những cái giá trị nào đó. Liên thấy cái livestream này nó có rất nhiều giá trị. Xin quý vị hãy chia sẻ lên tường nhà của mình ha. Hãy tag bạn bè, hãy chia sẻ lên tường nhà của mình, hãy share cái livestream này. Và cũng xin được thông báo là chương trình là khóa học trí tuệ cảm xúc được đổi từ giờ buổi sáng thứ bảy chủ nhật 26-27 tháng giêng sang tối thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày 25, 26, 27, 28. Và Liên biết là gần Tết rồi, không biết còn có ai có tâm tư hay tình cảm để học hay không. Nếu có thì sẽ làm, còn nếu mà nếu mà mọi người không muốn học thì thôi, không sao cả. Còn nếu mà ai mà muốn tham gia chương trình dã ngoại gia đình hồn nhiên vào dịp Tết này thì làm ơn gọi 0906667734. Liên phải nhận được đủ tiền trước ngày đưa ông Táo, trước ngày 23 Tết á, thì chương trình mới diễn ra được. Còn nếu mà Liên không nhận được tiền quý vị đúng ngày 23 Tết thì đương nhiên là đi sau Tết. Ở Sài Gòn là hình như là đi mùng 5, mùng 6 á. Mùng 4, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6 đi hai chuyến đó. Dạ. Thì chương trình gia đình hồn nhiên đi rừng Nam Cát Tiên, chương trình Tết Nguyên Đán đặc biệt là đi mùng 3, mùng 4 hoặc mùng 5, mùng 6. Nếu mà đủ người thì sẽ đi thành hai chuyến, tại vì Tết thì thường đông á. Nhưng mà nếu mà không đủ người thì vô thành một chuyến, là đi ngày mùng 5, mùng 6 á. Thì quý vị nào muốn tham gia thì xin hãy gọi 0906667734. Thật ra đó là Liên đã muốn dẹp rồi, nhưng mà các bạn tình nguyện viên, cộng tác viên rất muốn làm, cho nên là Liên chịu ý, Liên thử. Thành ra xin quý vị hãy ủng hộ để cho các em nó được thỏa mãn ha. Xin hãy gọi 0906667734 và làm ơn chuyển khoản lẹ lên trước ngày 23, trước ngày đưa ông Táo mà em không có đủ tiền của những người cam kết tham gia thì cancel hen. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cái livestream này. Những quý vị nào muốn tham gia trí tuệ cảm xúc, đăng ký trên trầnthiailiên.vn, trầnthiailiên.vn. Quý vị nào muốn tham gia gia đình hồn nhiên đi ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6 hai chuyến, 3, 4 hoặc 5, 6 thì gọi 0906667734. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều hen. Hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo. Bye bye.